Chào mừng các bạn đến với một series mới của mình mang tên là Sinh tồn hãm họa hạt nhân 60 giây. Và cái cách chơi của cái video này á được mình làm theo tựa game cùng tên là 60 giây luôn. Vào game mình sẽ có 60 giây để gom tất cả những gì mình có thể và xuống hầm chốt. Và nhiệm vụ của mình là làm sao để sinh tồn được qua cái hãm họa này. Để biết mình sinh tồn như thế nào thì các bạn nhớ là xem đến hết video này nha. Nhân tiện kênh của mình hiện tại chỉ có là 95% là các bạn chưa đăng ký video của kênh của mình. Thì các bạn nhớ đăng ký để ủng hộ thêm cho mình nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Ôi, hãm họa hạt nhân tới rồi. Trời ơi, lấy nước rồi đã. Ôi ôi ôi, đi lẹ lên con ơi, lẹ lên. Lẹ lên, trời ơi lấy đồ. Trời ơi, có cái gì để lấy không? Trời ơi con trai. Dạ bà, con này đánh cháu. Đi xuống hầm nhanh lên, xuống hầm. Được rồi. Xuống. Em ơi. Đi xuống. Nhanh lên. Đấy. Lấy luôn cái này. Rồi, lấy đồ ăn lẹ. Cái này nữa. Nhanh lên hết giờ rồi bà ơi. Đi. Còn gì không? Từ từ để tôi lấy đồ đã. Xuống. Hết giờ rồi bà ơi. Nhanh lên. Nhanh xuống. Ui. Ôi hay quá, ba mẹ kịp rồi. Được rồi. Trời ơi. Hãm họa hạt nhân sắp tới rồi. Chúng ta phải ở đây thôi. Trời ơi. Sao đây ông ơi vậy? Đó rồi. Gia đình mình. Ui, nó bắt con gấu rồi kìa. Hãm họa hạt nhân tới rồi đó. Ôi được rồi, con bình tĩnh đi, không có chuyện gì đâu. Được rồi. Thôi. Radio nè, mình cứu nè. Sao cha? Mọi thứ nè. Từ từ, đợi cha tí, để ra con đặt cái này lên đã. Để ba đặt cái bản đồ lên. Được rồi. Ok, được rồi. Bây giờ cha qua đây gắn thêm cái này nữa. Rồi. Tao hết mọi thứ rồi. Vậy là chúng ta ngày đầu tiên chúng ta có chuẩn bị rồi đó các con. Hãy chuẩn bị tinh thần đi. Chúng ta phải sống qua cái cơn gọi là hạt nhân này. Đợi có người tới và đưa chúng ta đi. Ui. Chị một. Có một chú hề đứng trước cửa. Đi thôi, hình như có người tới rồi các con. Cha con bị cha. Có người tới ở nhà không rồi. Vậy? Có chuyện gì không? Ai vậy? Tôi có đem cho các bạn một ly súp với lại một ly nước nè. Thôi. Sao đó cha ơi. Mình có nên mở cửa cho họ vô không ta? Mấy đứa đứng sắp vô đi. Ok, hai em đứng sau anh cha. Ông vào đây để làm gì? Tôi chỉ cho, nói chung là tôi chỉ tặng cho mỗi người một. À không phải mỗi người mà tôi tặng súp cho mỗi người tôi. Có gì đâu, tặng súp với nước thôi mà. Thiệt không? Lại chơi một trò chơi nho nhỏ mà tôi. Ông thiệt không? Nói thiệt không? Thiệt, ta không bao giờ hư hất lời hết á. Được, ta tạm tin người đó nha. Người mà có lén phán gì là ta xử người đó. Trời ơi, cứ tin tôi đi. Trời ơi, tôi không làm gì đâu. Thôi được rồi, vô đi. Nhanh lên. Ui, nhìn sợ quá vậy. Gì vậy? Đây, ông có thể mở mặt nạ chống độc. Cảm ơn. Được đó, y tín. Trời ơi. Không sao, đem cất. Được rồi. Ok, để tôi đem cất. Được rồi, hôm nay tôi sẽ cho cả gia đình chơi một cái trò chơi này. Trò chơi gì? Đây. Đây là sao? Đây chính là trò chơi đỏ đen. Nếu mà dính được một cục lén đỏ thì có lẽ là không bị gì cả. Còn nếu dính cục lén màu đen thì thôi cứ chơi đi giờ biết. Tại sao tụi tôi phải chơi vậy? Thôi mình đã mời người ta vô rồi. Được rồi, chơi thì chơi, hên xui mà. Chơi đi nào. Dính cục lén đen mất tiêu rồi. Cục lén đen thì là sao? Là sao? Ôi! Giết con này đi. Nó giận con trai. Ông nó cắn tao. Gì? Lấy bình xịt. Đó. Mày nè. Rồi. Mày. Rồi đó. Ôi. Nguy hiểm quá. Quá trời là nguy hiểm. Trời ơi cái ông nội đó. Thôi đừng có người lại nhà nữa. Dục. Rồi, ghế ngồi đi. Mấy đứa có sao không? Thôi. Không sao. Dù gì cũng tìm thêm một ít đồ ăn cũng được. Thôi được rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn đồ ăn thôi. Dạ. Chúng ta có một hũ súp nè. Chia nhau ăn thôi. Ngày thứ 4 rồi. Lương thực bây giờ Cây ngà cây ngót lê rồi. Uống nước đi nè các con. Bố ơi. Nè. Bố, cái radio của mình nó mất tiêu rồi. Ủa? Đừng nói với bố là thằng chú Hời nó lấy rồi nha. Trời ơi. Chết rồi. Ôi, chết cái đó rồi. Dùng để liên lạc với lại bên phía. Trời ơi. Không có cái đó thì ai đến cứu mình được bây giờ hả các con? Bây giờ phải làm sao đây trời ơi. Ăn đồ ăn nữa nè. Nhưng mà bây giờ thiếu. Bây giờ chúng ta cũng hết đồ ăn rồi. Cái con lại đây, nhanh lên. Cuối cùng rồi. Dạ. Con thấy không? Dạ thấy. Đây chính là bản đồ của thành phố này. Bây giờ chúng ta đang ở nhà nè. Đây chính là 4 điểm để chúng ta có thể đến đó và có nguồn kiểu như là có những cái thứ đồ mà chúng ta cần thiết, nhu yếu phẩm á, con hiểu không? Nhưng mà bây giờ chúng ta cần đến điểm màu xanh. Màu xanh hả? Để chúng ta cần lấy thêm đồ ăn. Đó chính là siêu thị. Đi siêu thị. Con thấy hợp lý. Đúng rồi đó. Bây giờ tình hình ở ngoài là khí độc đang rất là lan truyền. Nhưng mà nếu mà chúng ta có nạ không? Không có mặt nạ. Chết rồi. Bây giờ rồi, ba ơi. Nếu mà chúng ta chụp rác giùm bố coi. Nếu mà bây giờ chúng ta không đi lấy thêm đồ ăn thì chúng ta sẽ chết đói. Nhưng mà thôi chúng ta phải đi thôi mấy con à. Chúng ta chỉ cần một người đi thôi. Vậy ai đi ba? Để tôi đi cho. Bà còn lo hai đứa nhỏ nữa. Con trai. Con sao ba? Yeah. Con trai cả. Được rồi. Bà trông cậy vào con nha. Ok ba. Hãy tới siêu thị. Bà lấy được những gì thì cứ lấy về, con hiểu không? Dạ dạ con sẽ cuốn nhanh. Bây giờ luôn hả ba? Được rồi. Đúng. Anh đi cẩn thận nha. Được rồi. Con lên xe nha con trai. Con sẽ làm được. Mọi người con đi đây. Được rồi. Bà ngồi đợi anh con về thôi. Mong là nó về thành công. Nó mà không bị gì. Lên đi. Trời ơi, nó mà bị gì chắc không sao mà được luôn á. Đợi đó. Biết tiền ở đâu nữa ta. Thằng kia là sao nhỉ? Mọi thứ sao mà tồi tàn quá rồi. Phải đi nhanh lên mới được. Còn thôi độc sẽ nhiễm mình mất. Ở đây gì phải? Đây cái siêu thị ông ba nói đúng không nhỉ? Vô coi thứ coi nào. Phải nhanh lên. Nhanh lên. Ủa, có người bán hàng đây. Xin cho tôi có đồ ăn hay đồ uống gì không? Nhanh 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 lên. Đồ ăn bên kia kìa, bên kia kìa. Khí độc này. Dạ dạ dạ. Lên lên nào, lên nào. Lấy đại, không không. Trời cái này thú hết trơn rồi mà. Kìa kìa kìa. Cái súp nè, nước nè. Được rồi, được rồi, được rồi. Chắc thêm nữa đi. Nhiêu đây là không đủ nữa đâu. Được rồi. Một cái nữa nè. Có súp nữa nè. Lấy luôn, lấy luôn, lấy luôn. Được rồi, được rồi. Chắc nhiêu đây đủ rồi. Ba ơi ba. Sao cho con hết nguyên cái này luôn à. Gì thôi cậu lấy đi. 3 lon à. Thôi không cần thiết đâu. Tình hình dịch bệnh mà căng lắm. Bây giờ cậu lấy đi. Đó, cậu lấy đi. Dạ dạ dạ. Cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn cô rất nhiều. Con không quên đâu. Bye bye cô nha. Giờ phải chạy về nữa. Mong mình là mình kịp. Ui, ngày 5 rồi. Đã ngày 5 rồi con trai tôi chưa về nữa ông ơi. Mọi người ơi, mở cửa. Nó về kìa. Mở cửa. Bà lấy cho nó cái y tế nhanh lên con ơi. Mệt quá. Sử dụng vô nào con trai nhanh lên. Ok. Được rồi. Đó rồi, con lấy được cái gì không? Đây nè mọi người. Lấy được 3 cái súp và 2 cái bình nước. Được rồi, hay lắm. Được rồi con. Cuối cùng tụi mình cũng có lương thực trở lại rồi. Thôi nhưng mà lương thực này cũng chỉ để qua được vài ngày nữa thôi ông à. Không sao, chúng ta sẽ cứ 2 ngày chúng ta ăn một lần hay sao đó thôi. Chúng ta sẽ từ từ mà tìm cách tiếp. Nhưng mà hiện tại chúng ta sống thêm được vài ngày rồi. Càng thêm ngày chúng ta lại càng có cơ hội sống thêm nữa. Được rồi trời ơi, đúng rồi. Đúng rồi, cái cơn hoạn nạn này gia đình chúng ta sẽ làm được. Cái con cố biết chưa? Dạ biết rồi. Cố lên. Rồi. Mấy đứa có đói bụng không nè? Dạ đói. Dạ đói. Rồi lấy đồ ăn đi. Dạ rồi, ăn đi mình ơi. Nè ăn đi mấy đứa. Ngoan nè. Đây ăn cho bố ăn trước. Nè, đi nè. Vậy con tìm được phải ăn chứ. Vài thúc nè. Trời ơi, có vài cái rồi cũng dành nhau mà. Mấy đứa nhỏ này. Cốc. Khoai kiếm mình kìa. Khoai vậy? Để một chú hề nữa. Ai đâu đó có. Đúng rồi, có người, có chuyện gì ai đây? Chào các anh chị, tụi tôi là người đứng xa ra không thấy mà. Tụi tôi là bên hỗ trợ y tế, anh chị có cần giúp đỡ gì không? Tụi tôi là người chuyên cung cấp những thiết bị y tế. Có nên tin được không ta? Tin được không vậy trời? Chúng tôi chỉ muốn giúp người. Thôi nhúc cậu đến đây giúp đi mình ơi. Các cậu đến đây giúp tôi có chuyện, có việc gì có được? Có gì cần đưa cho tôi không? Tụi tôi có thiết bị y tế cũng như là những cái gì nha cô y tá nha. Đúng rồi, có medkit để mọi người có thể phục hồi sức khỏe. Như nhà mình cũng hết rồi đúng không? Rồi, để tôi mở cửa cho. Mời vào. Chào mọi người. Xin chào. Gia đình mọi người đông quá ta. Gia đình tôi đông. Tiếc là tụi tôi chỉ có 2 bộ medkit cho mọi người thôi, tại vì ai cũng cần phải có nên chỉ có giới hạn như này thôi. Được rồi, có là may rồi, có là may. Cảm ơn nhiều lắm luôn á. Cảm ơn hai người rất nhiều. Người. Chúc mọi người sức khỏe nha. Cảm ơn. Tạm biệt. Đây tôi mở cửa cho. Trời ơi, tốt quá, có hai anh chị này tốt ghê. Rồi, thank you. Trời ơi sao mọi người đi ngã vậy? Khó hiểu ơi, cuối cùng chúng ta có thêm 2 cái medkit rồi. Yeah. Chúng ta phải cần rời khỏi cái chỗ này. Tại vì ngoài kia có những người gọi là có những người lính, người ta sẽ đưa chúng ta đi. Nhưng mà hiện tại á, chúng ta không có radio, chúng ta không thể nào liên lạc được với họ cả. Đúng rồi, nếu chúng ta cứ ở đây hoài thì thức ăn cạn ngày cũng sẽ càng cạn kiệt thôi. Đúng rồi, vậy là các con đại này tiếp đi, nghe lên. Ok bà, sao bà? Ngày hôm nay ta muốn cho các con đi đến một nơi nữa, đó là cái điểm màu vàng. Điểm màu vàng này chính là siêu thị điện máy. Đến đó thì chúng ta có thể lấy được một cái radio hay cái gì đó chẳng hạn để chúng ta có thể liên lạc được. Các con hiểu không? Dạ hiểu. Cái quãng đường này á là có nghĩa là nó đi xa hơn cả cái siêu thị, nên bây giờ chắc là cha sẽ nhận nhiệm vụ đi đến đó cho. Chắc là cha sẽ cố gắng hết sức. Mọi người ở nhà đi, để cha đi đây. Mở cửa giùm tôi đi mình ơi. Để tôi mở cửa cho. Ông giữ sao mình sức khỏe nha. Được rồi, tôi đi đây. Bà nhớ chăm con đàng hoàng nha. Ok. Tạm biệt mình. Bây giờ mình phải đi lấy lẻ thôi, nếu không thời gian sẽ không kịp nữa. Lên. Trời ơi, tình hình dịch bệnh bây giờ bùng phát hết rồi. Mọi người không còn ở đây nữa. Trời ơi. Nhanh lên. Những khí gà khí độc nhiều quá đây nè. Đây rồi, tới rồi. Cửa hàng điện máy. Được rồi, mình phải vào đó mua lẻ thôi. Nhanh lên. Đâu rồi. Có người bán hả? Cho tôi hỏi cái máy radio nằm đâu vậy? Máy nằm bên kia kìa anh. Ở đây rồi. Được rồi, bao nhiêu tiền? Thôi không cần đâu, bây giờ dịch bệnh canh anh cứ lấy đi. Như vậy thì tốt quá, thôi tôi đi đây. Cảm ơn anh nhiều nha. Đi cẩn thận nha anh. Được rồi. Tôi không có hả? Ôi, để thôi, để lâu quá, thuốc độc nó lại nhắm vào người mình. Nhanh lên, mình phải đi lẻ đâu mới được. Nhanh lên, đi về. Nhanh hơn nữa. Nhanh lên, các con và vợ mình đang chờ ở nhà. Nhanh lên, bọn họ sẽ đưa mình ra khỏi thế giới này. Au. Ôi. Cô mở cửa cho cô. Dạ, lấy mấy cái cho bố. Ôi giời ơi. Trời ơi, mình có đi lấy được cái radio nào không mình? Sao mà không được. Thôi cần chúng ta có được cái radio rồi, có gì bọn họ sẽ liên lạc với chúng ta. Ok, vậy là chúng ta không cần sợ đói với thiếu thức ăn nữa rồi. Đúng rồi. Chúng ta có thể vượt qua cái có thể chúng ta vượt qua được cơn hoạn nạn này rồi. Nhưng mà hiện tại chúng ta chỉ còn 2 đồ ăn và 5 nước luôn hả? Chắc là ngày hôm nay chúng ta sẽ uống 2 nước để bù trừ lại đồ ăn thôi. Nè, các con chia ra đi, còn 2 tụi mình uống thôi mình. Ê lên, uống nửa chai rồi. Uống đi. Nè mình nè. Ok, để tôi uống. Mình uống hết đi. Được rồi, chúng ta qua ngày mới rồi đó. Có ai không? Cô ơi, trong cái căn nhà này. Ok, 3 nước và chúng ta có 2 đồ ăn rồi. Thì chúng ta sẽ ăn rồi uống nè các con. Ăn đi nè mấy đứa ơi. Đó. Yay. Anh em mình chia nhau ra mà ăn nha. Được rồi, còn lại đó. Coi con. Tiếng này vậy? Ơi, có tiếng ai mình ơi. Để bố ra. Ui. Cứu tôi với. Tại sao ông bị thương vậy? Có chuyện gì vậy? Tụi con kiếp lũ con người. Tôi chính là lính đặc nhiệm. Người dân khốn kiếp. Tụi nó đã vô nhà tôi cướp bóc của cải rồi còn bắt bỏ tôi đi nữa. Tôi chỉ còn tôi và mấy con chó này thôi. Tôi nghĩ tôi sẽ không khỏi mất. Cậu hãy nuôi con chó này giúp tôi. Con chó này chính là món quà của vợ tôi. Thôi giúp đi mình ơi. Nhắm đi à. Thấy thương quá à, ba ơi. Thôi được rồi, ông vào đi. Đi lên. Thôi cậu cứ dắt con chó này vô đi. Bà này vào nè, Cookie. Sao cũng được. Thôi, ông lão, ông hãy vào luôn đi. Ông vào luôn đi ông lão ơi. Ông vào luôn đi ông chú, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nếu cậu đã giúp đỡ rồi thì cảm ơn. Ông ta cũng bị bệnh vì cái khí độc rồi. Mấy con, lấy mấy kit cứu cho ông đi. Nhanh lên, nhanh lên. Ông ơi, ông dùng đi nha. Sao ông chú? Dùng đi chú. Dùng đi ông chú. Ăn bó lại đi. Ông thấy đỡ chưa? Ông thấy đỡ hơn chưa? Sao rồi? Con trai, dìu chú vô ghế nhanh lên. Dạ dạ dạ. Chú vô ghế đây nè. Ông thấy đỡ hơn chưa? Tôi thấy ổn hơn rồi. Ông có khát nước không? Tụi tôi lấy nước cho ông uống này. Đúng rồi. Cũng được, nhưng mà tôi cảm ơn các cậu rất là nhiều. Được rồi, ông uống vô đi. À quên nữa. Đây, tôi có 2 hũ súp đỏ cho gia đình nè. Cảm ơn gia đình nha. Cảm ơn ông. Cảm ơn ông nhiều nha. Không có gì đâu. Được rồi, vậy là chúng ta có thêm đồ ăn rồi. Chúng ta cũng có thêm một người đồng hành nè. Có chuyện gì vậy ông? Tụi cố kiếm gì nó bắt vợ tôi đi rồi. Giờ tôi không biết làm cái gì nữa. Thôi mà có cái cậu tôi cũng đỡ buồn. Đúng rồi, ông đừng. Không sao ông ơi, thế giới bây giờ đã bị nhiễm chất độc rồi. Ông, bây giờ bọn họ cũng cần sống mà. Nói chung thì nếu mà ta đã khỏe rồi thì ta sẽ lập tức ra khỏi đây liền, các cậu khỏi cần phải lo. Vâng, không sao đâu, ông cứ ở lại cũng được. Có dễ thương quá bà ơi. Có dễ thương hả? Đúng rồi, dễ thương lắm. Ở trên nó cắn đó. Thôi ông căng. Nó biết nhận ra là người nào người xấu với người nào người tốt đó. Nó tên là Bún đó. Bún hả? Bún hả? Chào Bún, chào Bún. Tao nhìn nghe thiêu vậy? Bún nha. Tôi nhìn nó tôi cứ tưởng là con gà quay không đấy trời. Ấm à. Cô này. Con chó này ông tìm đâu đấy? Tôi nghe vợ tôi kể lại rằng lúc mà vợ tôi đang đi gọi là đi ăn bún phở mắm tôm gì đó thì chợt nhận ra con chó này ở ngay bãi rác, nhìn nó rất là tội, cho nên là vợ tôi quyết định mang về và tặng lại cho tôi. Và cũng đặt tên nó là Bún. Đúng rồi, ngoan lắm con, ngoan lắm. Ủa, mà ông là hồi nãy ông nói ông là một lính đặc công hả? Đúng rồi, tôi chính là lính đó. Thì tốt quá, thôi được. Mọi người ngồi nghỉ đi. Mọi người ngồi nghỉ đi. Con Út lên bạn ngồi đi đi, nhường chỗ cho mẹ ngồi. Có gì ta nằm ngủ xíu. Ê, sao rồi? Ăn gì không mọi người? Tôi đã đỡ rồi. Tới giờ ăn rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn cả gia đình. Tôi không biết tôi sống sao nó cũng có gia đình này nữa. Ăn ít lại một xíu để cho ông bác nữa nha. Uống một xíu thôi. Nè chị. Có ai hình như tới gõ cửa thì phải. Để tôi cho. Ai đâu? Có ai không? Có ai không? Ở đây có rồi nè. Có. Nhà của tôi có người, có chuyện gì vậy? Chào đồng chí, tôi chính là lính đặc công. Tôi đến đây để thông báo tình hình với mọi người về vụ việc. Lính này mọi người sẽ được cứu. Tôi sẽ tới cứu mọi người. Ông tới đây cứu tôi hả? Tụi mình được cứu rồi. Được rồi, vào đi, vào đi. Trời ơi, cuối cùng cũng được cứu rồi mọi người ơi. Đóng cửa, để tôi đóng cửa lại. Rồi. Chào mọi người, tôi xin giới thiệu tôi chính là lính đặc công. Và tôi đến đây để cứu mọi người. Mọi người đã được an toàn rồi. Được, vậy bây giờ chúng ta di cư thôi. Tất cả hãy đưa tất cả những gì trong này chúng mọi người đang có đưa cho tao. Nếu không tao sẽ giết hết mọi người. Không được. Tại sao? Anh là lính mà. Tao chỉ là một thằng đã bị đói và tao cần thức ăn cũng như nước uống và tao cần cứu gia đình tao. Mọi người hãy đưa thứ cặn bã. Mày nói gì? Mày nói gì? Mày chửi ai? Mày đã thấy cái tôi này. Nếu không muốn tiếp tục với ông lão. Ơi, con chó này. Mày làm cái gì vậy? Giỏi lắm. Con cuốn của ông lão. Giỏi lắm Bún. Nhưng mà ông lão chết rồi. Cái tên chết tiệt này. Chết rồi, bây giờ mình phải làm sao? Bây giờ phải làm sao đây trời? Đủ khốn khiếp đó. Ông lão đã qua đời rồi. Ta xin chia buồn với ngươi nha Bún. Bây giờ ngươi sẽ sống chung với gia đình của ta cũng được. Đúng rồi. Tội con cuốn này quá à. Đúng rồi ba. Cố lên. Mọi chuyện sẽ qua thôi Bún à. Đừng buồn nữa nha, không sao đâu, có bọn ta đây rồi. Tội nó thiệt á. Lương thực thì chuẩn bị cạn kiệt nữa rồi nè. Alo, alo. Tự nhiên bên kia có ai nghe không? Ê, radio, radio. Tôi đây, có người. Có người hả? Được, tốt. Tôi cần sống, tôi cần sống. Được rồi, để tôi. Bên các anh có bao nhiêu người? Bên các tôi có 3 người lớn và 2 đứa con nít và 1 đứa cún. Đặt cái chồng. Được rồi, 10 ngày nữa tụi tôi sẽ tới chỗ của anh và tụi tôi sẽ cứu mấy anh ra. Nên là mấy anh cứ ở đó sống sót cho đến 10 ngày tới nha. 10 ngày nữa hả? 10 ngày rồi. Được rồi, còn bây giờ thì tôi phải gấp rút đi đây. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại 10 ngày nữa. Được rồi, cảm ơn. Ôi, chúng 10 ngày nữa thôi. 10 ngày nữa chúng ta đã có cơ hội sống rồi các con. 10 ngày nữa chúng ta sẽ cố gắng sống thôi. Thôi được rồi. Bây giờ các con hãy bắt đầu vui lên đi. Chúng ta sẽ sống rồi.